đây khoảng 2 năm thì các dàn siêu xe của Trung Nguyên đã từng xô xe ở đây và chuẩn bị chặng tiếp theo là chặng Huế đi Đà Nẵng. Nên sẽ qua ba ngọn đèo. Có một ngọn đèo rất là nguy hiểm đó, đèo Hải Vân. Sụp doai tên Tuấn Dinh nha anh chị ơi. We'll be right back.
đèo Hải Vân quá đẹp. Mô tô dễ không kịp phải không? Cho nên mình đi xe máy nguy hiểm lắm. Đông là cả hai đều bị thương luôn. Đấy là anh nó tung vào. Vận động viên xe đạp mà lỡ và tung vào mình là mình phải chịu trách nhiệm pháp luật luôn á. Cho nên là mình thà mình dừng lại tốt hơn. Cao Bằng về thành phố Hồ Chí Minh em. Đã xuống một đoạn luôn hả? Thì cứ từ sáng tới đua từng chặng vậy đó. Dạ con.
Rồi chụp đi. Rồi số điện thoại anh gửi cho. Không ai em gửi cho. Đây chú bé cho này. Chú bé chụp thẳng nha. Rồi gửi con Trang này. Em gửi ảnh qua cho anh Nguyễn nha. Đắp sát qua nhà. Gửi cho ảnh luôn đi cho nó mất công. Add Zalo hai bên. Đắp sát qua nhà. Anh làm vlog không? Hả? Anh có làm vlog không? Anh còn vlog. Có chắc tối nay ra tiếp để cố gắng. Mày bận quá. Trưa nay chúng ta sẽ ăn ở quán quê xưa. Địa chỉ là 165-167 Núi Thành Đà Nẵng. Đây là món mì quảng và heo hai da. Quán buổi trưa khá là đông. Trên lầu nữa. Nhìn sẽ lên lầu. Heo hai đầu, mì quảng. Thôi tính tiền biết. Đây còn sẽ có ít nè, tôm, heo, đây là gì đây, cá, à, sườn, sườn và nguyên một cái trứng hết nữa. Rồi chạy đi, đi mớm cùng đi. Quảng ở đây là đặc biệt ít ít nước. Ăn gần hết xong bắt đầu mới nhớ là chưa có bánh tráng. Đó, đồ này mới tinh nè. Đồ này lên cặp nè. Tuyệt vời. Quán rất là đẹp. Rất là đẹp. All right.